ơi, sửa hoài hư hoài mà sửa nữa. Này nó khác, bên này nó sửa xe. Thôi người nghe, chuyện lỡ sang em là một chuyện tài trái lắm. Lỡ tôi thôi. Em nghe. Biết sợ rồi hả? Ít ra phải nhịn chứ. Mấy người mà lại ngoan thưa hết mấy người. Ít ra cũng được yên ngủ tí. Mày ngon mày quay lại đi mày. Mày đâu phải là đầu tiên mà nghe cái giác nói cho người ta đều nói mày chạy làm sao. Gì nữa vậy trời? Tôi nhịn bảy nhiều rồi nha. Sao nhịn? Tôi nói cho mày biết con chó nó không có gì.